Thảo xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với show Nét Việt. Và thưa quý vị, Thanh Thảo mời quý vị gặp gỡ thầy Thích Quảng Thương, là trụ trì của chùa Hồng Danh, một ngôi chùa nhỏ nhỏ xinh xinh tại thành phố San Jose của chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy ạ. Di Đà Phật, nhà kính chào chị Thanh Thảo, chị khỏe. Dạ, con khỏe, cảm ơn thầy. Dạ. Thanh Thảo tin rằng khi quý vị nhìn lên màn hình mà thấy Thanh Thảo với thầy thì quý vị sẽ nghĩ rằng sẽ có một cái chương trình gì đặc biệt đây, và luôn luôn thầy Thích Quảng Thương sẽ mang đến cho quý vị những cái thông tin về cái điều đặc biệt đó. Thưa thầy, vậy ngày hôm nay thì thầy có thể chia sẻ cùng quý đồng hương cái điều đặc biệt gì mà trong show ngày hôm nay thầy mang đến ạ? A Di Đà Phật, kính thưa chị Thảo, kính thưa quý Phật tử cũng như quý đồng hương, cộng đồng người Việt của mình ở tại thung lũng Hoa Vàng này. Thưa đại chúng, là khoảng hơn một năm chị Thảo ha, một năm hơn, mình trải qua một cái cơn đại dịch rất là khốn khó, và hình như mọi thứ gần như chết lịm hết. Thì khoảng chừng một vài tháng gần đây thì nó chưa 100%, nhưng mà nó có một cái sự khởi sắc là mình được sinh hoạt, được tiếp chuyện, được đi tới đi lui, gần nhất là shopping các cửa tiệm, cửa quán và các nơi thờ phượng để trở về và cái đời sống bình thường trở lại. Nhưng mà nó chưa 100%, nhưng mà nó đã có một cái biến chuyển tương đối tốt, một cái dấu hiệu hồi sinh á. Dạ, nó gần như vậy. Thì không gì khác hơn, thì qua hơn một năm qua thì chúng ta là trải qua những sự khó khăn đó rồi. Chính vì vậy cho nên hôm nay chùa Hồng Danh cũng mạo muội thử một lần, mình sẽ tổ chức chuẩn bị tới là ngày 19 tháng 6 năm 2021. Thì phải muốn tổ chức một cái chương trình du lịch hành hương tâm linh trong một ngày thôi, sáng đi chiều mình về. Mình đi về ở hướng Monterey. Trong cái chương trình đó, để mình đi, thứ nhất là để cho đồng hương Phật tử và các cô chú các vị lớn tuổi họ một năm họ đã giống như ngồi trong tù rồi. Nó rất là khó khăn, cả cái bản thân của mình cũng vậy, mình không được đi đây đi đó, không được làm việc này việc kia, cũng rất là khó. Chính vì vậy mình thèm muốn tổ chức một cái chương trình này để mọi người được ra biển, được hít thở không khí trong lành ở nơi biển, ở thành phố Monterey của mình. Và bên cạnh đó chúng ta có một cái thời pháp ngắn, có những cái khoảnh khắc lắng động chúng ta thiền hành trên biển. Để làm gì? Để chúng ta hướng vọng ra biển khơi và chúng ta hướng vọng về tiên tổ ông bà của chúng ta, những người đã hy sinh hơn về cái cuộc sống, và họ đi để mở đường cho chúng ta có mặt trên quê hương này, trên đất nước này. Trong những phút giây mà chúng ta thiền hành ở trên biển thì chúng ta hướng vọng về đó, và chúng ta đem năng lượng hưởng bình an này và đem năng lượng tích cực này và sự cái ước nguyện cầu nguyện của chúng ta để dìu dắt cho các cái linh thức ông bà cha mẹ tiên tổ của chúng ta, những người đi trước được nương nhờ vào đó mà thác sanh về cảnh giới an lành hơn. Đó là một cái ý nghĩa cao đẹp mà chúng ta tổ chức trong cái chuyến hành hương du lịch tâm linh sáng đi chiều về trong một ngày thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021 sắp tới. Và nó có nhiều cái điểm thú vị khác mà cái chương trình của mình, thời lượng của mình thì nó không có đủ để cho mình kể từ A, B, C cho đến cho nên chỉ là một cái điểm nhỏ để nhắc đến quý vị. Nếu như quý vị mà quan tâm tới chương trình này, quý vị có thể lên cái Facebook của chùa Hồng Danh này, hay là quý vị cũng có thể nhìn thấy được những chương trình đó, hoặc là đến chùa lấy cái flyer, hoặc là gần nhất để bấm TV, Nét Việt TV 16.6 giờ thôi. Hay là con cũng nhớ. Cảm ơn thầy. Thưa quý vị, đúng như thầy chia sẻ, thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 năm 2021, tính tới thời điểm, tính ngược về cái thời điểm mà chúng ta bị đóng cửa đó, mà dùng từ đóng cửa mà quý vị phải ở trong nhà, nhất là những vị cao niên không có dám ra đường với cái đại dịch, là ngày 17 tháng 3 của năm 2020, thì phải tính làm nó được là 15 tháng thôi quý vị. Thì rõ ràng ở 15 tháng chúng ta không làm được gì hết. Một số vị cao niên, những người muốn đến chùa hay là muốn đến những cái nơi mà mình muốn, bức bối lắm thì mình không thể làm được. Và ở góc độ tâm linh thì quý vị cũng cảm thấy rằng mình đã không có dịp để thể hiện cái sự tín ngưỡng của mình ở một ngôi chùa, hoặc là ở một cái nơi nào đó mình có thể thể hiện cái lòng tín ngưỡng của mình. Thì đây là một dịp mà quý vị có thể đến với chương trình
một ngày du lịch tâm linh cùng với hành hương tâm linh cùng với chùa Hồng Danh cùng với thầy Thích Quảng Thường ở hướng về biển Monterey. Như thầy có chia sẻ là quý vị sẽ đến đó, quý vị sẽ hưởng được không khí trong lành từ biển nè, rồi chúng ta sẽ có một thời khắc ngắn để chúng ta có thể thiền định hướng về biển, mang những tâm tư, những điều mà mình ước nguyện cho những ngày sắp tới tươi đẹp hơn như thế nào, nhất là sau một đợt đại dịch rất dài, để chúng ta có thể thể hiện cái lòng ước nguyện của mình. Con muốn thầy có thể chia sẻ cùng quý đồng hương là chương trình của mình sẽ khởi điểm như thế nào, thời điểm ở đâu, mà địa điểm nào để mình tập trung, rồi chúng ta sẽ làm gì để ghi danh vào chương trình này, và những cái địa điểm nào mình tới biển mình sinh hoạt, rồi có những cái gì đặc biệt nữa không thưa thầy? Dạ, chị Thảo, thì mình sẽ tập trung vào lúc 7 giờ tại trong cái khu chợ Lion, chỗ đường King với đường Thurley, 1818 Thurley Road đó quý vị. Quý vị cụ thể hơn thì về chùa Lái Cáp Lai đó thì mình sẽ có cái địa chỉ cụ thể rõ ràng hơn. Lúc 7 giờ và 7:30 thì mình bắt đầu mình khởi hành. Và mình đi chiều 4 giờ mình trở về lại đây. Thì khoảng chừng 5 giờ là mình có mặt ở tại San Jose, mình về tới nhà rồi. Thì cái chương trình gì đặc biệt nữa thì Thảo chưa nói là vừa rồi, như mình vừa chia sẻ là mình có cái chương trình thiền hành, rồi có một bài pháp thoại khoảng chừng 5-7 phút. Bên cạnh đó mình ngồi lại, mình xong tất cả những cái việc làm có ý nghĩa đó rồi, mình ngồi lại mình ăn bánh này, uống trà này, hát hò, rồi đàn hát, có lúc đó các sư Minh Thi sẽ cùng đồng hành với thầy trong cái chương trình này để chúng ta cùng làm. Thì mình hát hò cho nó có được cái niềm vui, nó có sinh động trong cái một ngày mình đi hành hương du lịch tâm linh đó. Nó nhiều điểm thú vị, mình thử đi một lần, mình thử trải nghiệm một lần mình sẽ biết. Giống như bữa trước mình đi Hawaii năm 2000, tháng 11 năm 2019 như Thảo ha. Đi về thì ai cũng vui và ai cũng thích và ai cũng háo hức cứ bảo thầy tổ chức nữa. Nhưng mà đáng lẽ là năm 2020 là mình có một vài chuyến đi, nhưng mà cuối cùng rồi bỏ hết, không làm gì được hết. Thì vừa rồi hôm bữa giờ mấy người tổ chức đi hành hương và cũng ngại ngại mà chưa có dám. Nhưng bây giờ thôi, chắc đúng tới 19 tháng 6 thì mọi thứ thì người chắc cũng tương đối ổn định một chút rồi. Con tin là như vậy, tại vì Thảo thấy là đại nhạc hội cũng đã mở qua tháng 5, tháng 6. Tháng 6 gần đây nhất Thảo thấy có một cái chương trình đại nhạc hội tại thành phố San Jose của mình sẽ mở ra vào ngày tháng 6. Thì con cũng tin rằng ngày tháng 6 này thì cuộc sống sẽ tương đối trở lại bình thường rồi, sau những ngày mà chúng ta bị chôn chân ở nhà, sau những ngày mà chúng ta lo lắng với con virus corona, sau những ngày mà chúng ta mệt mỏi vì không biết rằng căn bệnh này sẽ kéo dài tới đâu, mình cứ phải căng thẳng với nó, thì bây giờ đã có khởi sắc của một sự hồi sinh. Thì Thanh Thảo nghĩ rằng đây là một trong những chuyến đi mà quý vị có thể giải tỏa được nhiều thứ. Mình có thể đến với sự tín ngưỡng tâm linh của mình, một chuyến hành hương tâm linh. Quý vị có thể sinh hoạt ngoài trời như một cách dã ngoại, cùng với những bạn bè của mình, với những vị, Thanh Thảo nghĩ là những vị cao niên nữa, rồi chúng ta có thể ngồi lại với nhau, kể chuyện với nhau về những ngày tháng qua như thế nào, sinh hoạt với nhau, ca hát với nhau, như những hình ảnh mà trước đây chùa Hồng Danh đã tổ chức một chuyến đi Hawaii như thầy có nhắc nhở. Thì Thanh Thảo thấy phản hồi của quý đồng hương rất là tốt, cho nên có lòng tin rất là nhiều với chuyến đi này. Nếu mà quý vị đồng hương mà tham gia sẽ rất là vui. Thì có một điều Thanh Thảo chắc rằng nếu mà quý vị tham gia, quý vị sẽ thắc mắc. Thứ nhất nè, có muốn đi thì sẽ ghi danh bằng cách nào nè, rồi phải lập cái lệ phí là bao nhiêu, và quan trọng nhất là quý vị đi thì quẩy cái giỏ đi có cần lo thức ăn hay không, như thế nào, thì có thể chia sẻ cùng quý vị. Dạ, cảm ơn người Thảo cho những cái chi tiết này rất là rõ ràng. Thì thường cái chi phí thì chỉ xin một chút nho nhỏ để mà trả cái tiền mình mướn xe bus. Rồi mình lo thức ăn cho ngày hôm đó. Ví dụ như sáng thì mình sẽ lo thức ăn sáng, trưa thì mình ở chùa sẽ lo thức ăn trưa. Rồi buổi chiều thì mình về mình ăn ở nhà với gia đình. Cho nên rất là thoải mái. Vậy cứ cầm cái giỏ rồi mặc đồ cho thoải mái để mình đi trong cái ngày hôm đó là tốt nhất. Còn ghi danh thì quý vị có thể liên lạc ở số điện thoại 408-449-5399. Quý vị có thể gọi về số đó, hoặc là quý vị lên Facebook, hoặc là quý vị đến chùa để nhận cái tờ giấy, cái flyer để mình biết cái chương trình nó rõ ràng hơn. Và bên cạnh đó mình sẽ ghi danh, và đặc biệt nữa thì chỉ nhận cho các vị nào đã
chích ngừa rồi, bản thân thầy cũng tự khoe là chích hai mũi rồi. Thì để mục đích để mình đảm bảo sự an toàn cho nhau trong cái chuyến đi của mình, nhưng mà mình ra ngoài biển thì gió thổi mạnh quá nó cũng chạy cho nên thì đó là một cái việc làm tương đối ý nghĩa và đầu tiên trong cái năm 2021 và đầu tiên trong những ngày tháng mà chúng ta bị đóng cửa, chúng ta hầu như là bị nhốt. Bị nhốt đó. Đó cho nên đó là những cái sự khó khăn đó, thì chúng tôi muốn khởi sắc lên một cái chương trình này để chúng ta gặp lại và nhìn lại sau những ngày chúng ta xa cách. Cảm ơn thầy chia sẻ rất nhiều. Tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ hào hứng với chương trình này. Thưa quý vị, một lần nữa, nếu như quý vị muốn tham gia chương trình, quý vị hãy đến với chùa Hồng Danh ở số điện thoại ở địa chỉ là 1129 Bo Harbor Way, San Jose, nơi mà quý vị vẫn thường tới ăn chay vào ngày thứ mùng 1 và ngày rằm hàng tháng đó quý vị. Quý vị cũng có thể lên Facebook của chùa Hồng Danh, và quý vị cũng có thể gọi cho số điện thoại hiện đang hiện trên màn hình để quý vị tham gia chuyến đi này. Và Thanh Thảo chúc thầy cũng như quý vị sẽ có một chuyến đi thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều an lành, thật là nhiều sự thoải mái sau những ngày chúng ta đã bị trùng chân bởi con COVID-19. Thanh Thảo xin cảm ơn thầy đã đến chia sẻ thông tin rất thú vị cho quý đồng hương. Xin chào tạm biệt thầy và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình khác ạ. Cảm ơn chị Thanh Thảo. Cảm ơn Nét Việt TV và cảm ơn quý đồng hương Phật tử đã chọn 16.6 hậu của Nét Việt TV để theo dõi tất cả các cái chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn luôn an lành và thành tựu mọi ước nguyện trong đời sống của mình. A Di Đà Phật.